Trước khi bắt đầu bằng nghề y, lương y Phan Đình Quê là một nhà giáo. Năm 1995, ông được nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì nghỉ ngơi sau bao năm cống hiến, ông Quê vẫn đau đáu với những sự định chưa làm. Gia đình ông vốn có nghề bốc thuốc từ nhiều đời nay. Quyết không để nghề thuốc thất truyền, ông đã nghiên cứu học hỏi các bài thuốc gia truyền và chuyển sang hành nghề y để chữa bệnh cứu người. Đặc biệt, để lưu giữ những giá trị y học, và cũng là cách để dễ nhớ, sẽ thuộc. Ông đã cho ra đời cuốn sách 200 bài ca về dược tính, công dụng, cách bảo chế và kiên kỵ của một số vị thuốc thường dùng. Sách được nhà xuất bản y học phát hành vào cuối năm 2003. Tôi đọc rất nhiều sách của Hải Thường Đàn Ông, thì của nguyện Nguyễn Lê Hữu Trạc và cùng kể cả cái thầy thuộc danh ý khác. Vì thế nên tôi tích lũy được một số kinh nghiệm rồi thì từ đó tìm tòi, chắt lọc viết lên thành thơ cho 200 vị thuốc. Mỗi vị thuốc có bốn cái đặc tính, tức là dược tính này, công dụng này, cách bào chế này và kia kỳ. A à dao vị ngọt tính bình, tư âm trị huyết, thân hình khỏe ra. Thịt lừa ta nhớ lấy ra, đem ra đúc miếng rồi ta đem dùng. Ngày nay, dù y học hiện đại đã phát triển ở trình độ cao, thì những bài thuốc dân san vẫn luôn gần gũi, tiện dụng, phù hợp với điều kiện và tâm lý tiếp nhận của cư dân nông thôn. Việc diễn văn và xuất bản thành sách những bài thuốc, vị thuốc của lương y Phan Đình Quyên đã giúp cho những người làm nghề dễ nhớ, dễ thuộc, những người dân dễ áp dụng để chữa lành các chứng bệnh thường gặp. Trong đông y có nhiều người vẫn quên tỉnh dược, quên vị thuộc và quên tên thuốc. Nhưng khi nhớ đến bài thuốc thì tra vị thuốc có những cái tư ngữ dễ hiệu, dễ nhớ và dễ làm. Cho nên rất có giá trị đối với hồi đông y của chúng tôi. Ngoài cuốn sách 200 bài ca về dược tính, công dụng, cách bảo chế và kiêng kỵ của một số vị thuốc thường dùng đã xuất bản cách đây 5 năm thì mới đây ông cũng đã hoàn thành cuốn 285 bài thuốc không phải uống. Tổng hợp kiến thức, kinh nghiệm, tâm huyết của một lương y Cuốn sách đã được Hội Đông y Việt Nam thẩm định và phê duyệt chiều ngày xuất bản. Đây không phải là một tập thơ nữa, mà đây nó nó kết hợp văn học và cái cái, cái Đông y, cái thuốc cổ truyền. Thì thế thế là có như tôi tham này rất là giá trị. Với những hoạt động tích cực trên lĩnh vực y học cổ truyền và với công vị của Chủ tịch Hội Đông y huyện Lộc Hà, Lương y Phan Đình Quyê đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều bằng khen của Trung ương Hội Đông y Việt Nam của Ủy ban nhân dân tỉnh. Mặc dù đã bước sang tuổi 86, nhưng với sức khỏe dẻo sai, lòng tâm huyết với nghề, ông Quy vẫn miệt mài nghiên cứu, bảo chế, bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Tâm nguyện của ông là sẽ lan tỏa rộng rãi công thức, công năng của các bài thuốc gia truyền, nối dài hơn nữa sự nghiệp chữa bệnh cứu người mà nhiều thế hệ trong gia đình ông đã gắn bó như một cơ duyên.